niệm ngày xưa tôi vẫn nhớ về người cha. Kỷ niệm ngày xưa khi ấy tôi còn bé nhỏ, cha đã đi xa mà tôi vẫn mong cha về. Cha tôi đã khuất, nay lớn hơn tôi đã biết. Kỷ niệm ngày xưa còn mãi trong tôi. Cha tôi mất rồi, nhưng bóng hình cha không phai. Nay tôi nhớ lại kỷ niệm xưa quay quắt tâm tư, như dòng bão trở lại trong hồn. Cha không còn tôi như người mất hơn. Ngày mai tôi cũng lìa đời, cơn giông bão cuộc đời qua rồi, nỗi âu sầu rồi sẽ tan mau. Chợt một mùa đông có tiếng cha già gọi tôi, ngày hỡi người con, đông sẽ qua rồi xuân về. Cha sẽ ra đi để con bước theo cha hoài. Nay nhìn mùa xuân tiền bao những hy vọng lớn, nhìn lại người cha kèm theo lời hứa khi xưa. Xuân nay đã về, lòng tôi gọi cha mãi. Nay tôi nhớ lại kỷ niệm xưa quay quắt tâm tư, những dòng bão trở lại trong hồn. Cha không còn tôi như người mất hơn. Nhưng tôi biết rồi, vì ngày mai tôi cũng lìa đời, cơn dòng bão cuộc đời qua rồi, nỗi âu sầu rồi sẽ tan mau. Kỷ niệm về người cha thân yêu nhưng không bao giờ xa con, với tiếng cha gọi, với lời cha khuyên răn dẫn dụ, những việc cha đã làm. Tất cả giờ con mới hiểu, một đời cha đã sống cho con cũng chính là những kỷ niệm một đời cha để lại cho con. Làm sao con quên được cha ơi. Ngày xưa tôi vẫn nhớ về người cha. Kỷ niệm ngày xưa khi ấy tôi còn bé nhỏ, cha đã đi xa mà tôi vẫn mong cha về. Cha tôi đã khuất, nay lớn khôn tôi đã biết. Niệm ngày xưa còn mãi trong tôi. Cha tôi mất rồi, nhưng bóng hình cha không phai. Nay tôi nhớ lại kỷ niệm xưa quay quắt tâm tư, những dòng bão trở lại trong hồn. Cha không còn tôi như người mất hơn. Biết rồi, vì ngày mai tôi cũng lìa đời, cơn giông bão cuộc đời qua rồi, nỗi âu sầu rồi sẽ tan mau. Chợt một mùa đông có tiếng cha già gọi tôi, này hỡi người con, đông sẽ qua rồi xuân về. Cha sẽ ra đi để con bước theo cha hoài. Nay nhìn mùa xuân tiền bao những hy vọng lớn, nhìn lại người cha kèm theo lời hứa khi xưa.
xuân nay đã về, lòng tôi gọi cha mãi thôi. Cho chồng, cho cha, cho ông, cho cổ là Dương Văn Tam, sinh năm 1934 và về với tổ tiên hồi 16:15 của ngày 18 tháng 10. Lòng thành thắp một tuần hương để báo với ông bà tổ tiên. Đây là người chồng, người cha, người ông của gia đình chúng con là cụ ông Dương Văn Tam, tròn 90 tuổi, về với ông bà tổ tiên. Cũng xin được lĩnh lại hương hồn của chồng, của cha, của ông là Dương Văn Tam. Cũng rõ đường ái mãi xa của các con trai, dâu của các cháu đã ở ngoài ở xa gần, chúng chưa về kịp, nhưng đã đến giờ yết và giờ lành. Giờ để làm thủ tục lễ nhập quan cho cha, để xin được cầu cho hương hồn của cha được siêu sinh tịnh độ. Hôm nay ở đây là ai gồm những cái tuổi? Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dân đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dân đạo sư A Di Đà Phật. Màu thế thì ngò về thân giàu tuất trời hung thần tâm xoan. Tín sầu giận màu thế thì ngò về thân giàu tuất trời hung thần tâm xoan. Tín sầu giận màu thế thì ngò về thân giàu tuất trời hung thần tâm xoan. Hú ma hồn bày bìa hương linh thân phù của ông Dương Văn Tam, sinh năm 1934, về với tổ tiên hồi 16:15 ngày 18 tháng 12 năm Quý Mão, xuống ngò 90 tuổi, ở đông tây nam bắc trên rừng dưới biển, xin mời về nhập xác. Bài bìa hương minh tân phù của ông Dương Văn Tam, nay ở đông tây nam bắc trên rừng dưới miền, xin mời về nhập xác. Cung ba hồn bài bìa hương minh tân phù của ông Dương Văn Tam, thuông tờ chỉ tuổi ở đông tây nam bắc trên rừng dưới miền, xin mời về nhập xác.
uống nước nhớ nguồn. Làm con phải hiểu, em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người hỡi đừng quên. Ông ơi, phòng ta một người nhiều cạnh, đông con nhiều cháu, bốn phương đổ đầy. Nay ông đã nằm vòng khuất đôi, nén hương lòng cháu thấy mặt dầu họ nhà ta. Tiến ông vì hầu hạ tổ tông, vĩnh biệt ông, thiên thu vĩnh biệt. Đáp ứng cái bài đáp ứng. Tiếp theo, xin bộ vị đại diện bà con làng xóm, nên ông sẽ chọn tổ tông phương, vĩnh biệt ông lần cuối. Kính thưa gương mặt cổ ông Dương Văn Tam, ở đâu cũng có sống làng, bà con cô bác họ hàng gần xa, sinh có câu bán anh em xa mua láng giềng gần. Nhưng anh em xa không bán, láng giềng gần phải mua. Nay ông đã lòng vòng khuất núi, nén hương lòng tôi thấy mặt bà con làng xóm, tiến ông vì an lạc mãi Tây Phương. Vĩnh biệt ông Dương Văn Tam. Xin mời các con trai đến tóc. Cha ơi, đây là giây phút sau cùng, các con còn nơi ấm, cha yêu đêm đời. Chỉ còn ít phút nữa thôi, lỡ hồng rút sạch bụi trần, cha về tìm cảnh muôn phần thành thơi. Mẹ và các con nở lại đêm đời, trong tư ngàn nhớ, biết ngày nào quý. Vĩnh biệt cha, cha yêu. Cha ơi, cha sinh các con, mắt đào phần gái, nuôi lớn con cha lại gả chồng, con chưa bao đáp đền công, tình cha nghiêng mề nhọc nhằn cho con. Lối cũ còn nay, nhà xưa còn đó, một bóng cha già lẫn quất trước đời mây. Giờ trong con mắt gặp lại cha chỉ có ở trong mơ. Ông Dương Vĩnh Biệt đôi bờ, chia ly ai ngả, bao giờ tái nhau. Vĩnh biệt cha. Xin mời các thầy con rể. Thưa cha, con là con rể của mẹ của cha. Kể từ khi được làm rể trong nhà, rể điểm, cha xem tựa con trai. Cha muốn cha về cho chúng con nên người. Nay cha đã ra đi có bao giờ trở lại, nếm ngừng lòng con không tin cha đi. Trong năm bia đá thì mòn, ngàn năm cha mãi mãi còn với các con. Vĩnh biệt cha, thiên thu vĩnh biệt. Công cha nghĩa mẹ sinh thành, công ông bọc bỉ dỗ dành các cháu lớn khôn. Tuổi thơ ông bế ông vòng, hôm nay con lớn thì ông không còn. Cây xanh cành lá cũng xanh, ông vẫn ở hiền lành để phúc cháu con. Vĩnh biệt ông yêu ơi. Xin mời tất cả chúng ta nhấc máy trên tóc hương bố hạ tiến chiếc pin ba bố lấy tiếng tuyên của ông Dương Văn Tam về nơi tăng kỳ cuối cùng. Các bước tiến đưa như sau: một, đọc lời tiến đưa; hai, lời chúc cuối cùng rất quyển;
Ba trong làm lễ, xin người dân đến đi quên đất cùng của ông lần cuối và thắp hương bên nhà tình thần linh. Mời quý người về lễ đá chôn cất, xin mời quý vị và gia đình xuống nhà hạnh phúc làm nghi ở tầng 1 nghỉ ngơi để nhận hài cốt. Lễ đưa bắt đầu. Kính thưa quý vị, tư gia đình tăng chủ của ông Dương Văn Tam, sinh năm 1934, quê Quảng, sống Hà Long, giáo Lâm Nhiên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Đỗ Quảng, quê Hà Long, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Tuổi cao, sức yếu lâm tổng bệnh, nhưng ngọn đèn khiến anh em trong gia đình hết lòng chăm sóc, các y bác sĩ, đông tây y tận tình cứu chữa bà con hàng xóm, anh em họ hàng dòng tộc thường xuyên động viên tâm hồi sớm chiều. Chẳng muốn dừng bóng kính câu bên qua cửa sổ cánh hạc về vườn tổng ông đi, ông ấy cưỡi hạc cưỡi mây về với tổ tiên vào lúc 16:15 ngày 28/1/2024, tức ngày 18/12/Quý Mão, ông hưởng thượng thọ 90 tuổi. Kính thưa quý vị, thưa gia đình tam chủ của ông Dương Văn Tam, kính yêu chúng ta sinh ra trong đất nước của chiến tranh, cơm chẳng đủ no, áo mặc chẳng lành, nếu có giặc ông lên đường đi đánh giặc, mang tuổi thanh xuân và trí tuệ của mình tham gia vào các cuộc kháng chiến và đã được nhà nước trao tặng huân chương kháng chiến hạng nhất, hạng hai, hạng ba và nhiều huân huy chương bằng dĩ khen cao quý khác. Nguyên cán bộ hưu trí, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 65 tuổi đảng, hội viên Hội cựu chiến binh, hội viên Hội người cao tuổi Việt Nam. Kính thưa quý vị, thưa gia đình tam chủ, 90 tuổi đời ông đã sống trọn một kiếp con người, dẫu biết rằng sinh kỷ tự quy là lẽ thường tình, sông sông cũng hững hờ có mọi nước, nước cũng lững lờ xuôi chảy, bởi bèo ơ rồi bèo lại tan, quan đường rồi quan lại tạm, thúc đường sinh các con cầu. Hôm nay ông đã ra đi có bao giờ trở lại để làm sự mất mát lớn lao, không gì có thể bù đắp đời cho gia đình vợ đã nghĩa xóm mất đi một người bạn hiền lành tri kỷ tâm sao sao dậy ngọn bùi lúc tắt lửa đỏ đèn. Ông đến từ Hà Vi Thiêm, ngàn thu an giấc. Hôm nay đây tại nhà tăng lễ phúc lạc viên đài hóa tân hoàng vũ Hà Tĩnh này, thành tâm chia sẻ nỗi buồn để từ những tình cảm của ông trong chúng ta suốt 90 năm qua, hãy chỉ cho ông một phút đi ăn tưởng nhớ, phút mặc niệm bắt đầu. Thay mặt ban tổ chức lễ tang, chúng tôi xin được cảm ơn quý bà con cô bác, bà con dân hiệu gần xa, các cơ quan đoàn thể đã không quản đường xa bảy ngày về đây để tiễn biệt ông. Trong lúc tổ chức lễ tang có điều gì khiếm khuyết, rất mong được lượng thứ, và chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình tam quyến. Vậy thì cha đã ra đi có bao giờ trở lại để căn nhà trống trải vẫn bóng cha ơi, cha đi bỏ lại mày già, chiều chiều đứng trước yên nhà nỗi đau, trên trời ai điểm được lắm, đâu có một đời một tấm lòng áo non chạy buồn bùng sâu áo lạnh, một đời chắc cầm ánh nắng vàng cầm mưa cầm nắng cho trăng, một đời chắc cầm tiếng ru người nuôi con quay cháu lên người. Cha ơi, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai cổ bằng cha. Cả bản thân ngày cha chỉ chờ cho con hôm nay có bằng mà thôi. Cha ơi, xin có hẹn từ bất kỳ, xin từ đất nay cha phải trở về với đất cha ấy, yên nghỉ về chiến suối chốn dân tộc cho con chiến tranh mẹ thay cha, giống cho công với công cả trước tình trí hiểu lời cha con ghi lòng.
bổ hoa đi hiệp mạnh rồi. Cha con giao tiếp ở đôi nơi, tâm mong tìm lại công việc biệt chơi, biệt biệt thọ, thiên thu, biệt thủ biệt. Dạ ơi. Hồn từ trong đây thường giới hay cồn viền tỳ tha phương,
hay vất vương các lương tiền lộ, hay phảng phất đông tây nam bắc đâu du văn thủy âm bài, linh tiêu minh hóa diệu vô cùng, toàn bằng tế độ hồ sinh chi tự nguyệt càn khôn phẩm mực nhật nguyệt tinh anh tả từ chấp tân long tần ấn ngũ tụ đề nghịch đầu phước tinh cầu tần nô thiên tướng tần linh vì bàn tiếp tiểu ba hồn bảy phía con cầu dương văn tam chân linh ba hồn cửu chi cửu phách câu lai phách nhập cốt tài phách nhập tiểu sanh văn minh hiền hiền ngũ vương tần chủ chốn linh quang quả vương giao chi gián phát đàn chốn chốn tương ứng sinh quay hỉ cai tông đào lù võ hồng quang kim mộc thì hòa đồng thủy đức đông tây nam bắc giữa trung doan lai tiếp tiểu ba hồn bảy phía con cầu dương văn tam ta muốn cố chí tất phách cô lai phách nhập cốt tài phách nhập tiểu sanh ý bản mạnh nhất sơ cấm ma linh tuyệt lộ nhị nam phương địa linh hành tuế tam tây phương ngôn đỉnh cấm quỷ tứ bắc phương tà ma ngoài đào nhật nguyệt quang minh quyền khảo dương văn tam ta muốn cố chí tất phách cô lai phách nhập cốt tài phách nhập tiểu sanh lai hồn nhập tiêu you
cả phục kỳ phục tăng chế phục. Nay do được ngãi mái xa là con trai trưởng của cha là Dương Văn Xuân chưa về được, xin kính mời con trai thứ của cha bước lên nửa bước. Nội tôn đích tôn
Thuy Dũng Nhất Dương Thị Khánh Huyền Dương Linh Trí Dương Tuấn Hương Nhất Ngoài Tôn Chào Ngoại Cao Dương Hoàng Án Cao Dương Hoàng Hải Chào Dấu Thị Diệp Ma Đăng Chào Rệ Phạm Tiến Dùng Hô Việt Vinh Trong khổ khổ ba chắc nơi ba chắc ngoài hợp đồng anh em chủ bạc cô gì nơi ngoài đồng gia kịch bài xin kính lễ hương đăng đầu tiểu quả phẩm mâm cơm làm lễ thiện linh thành phụng chiếu thịnh hướng hôn cổ phụ tiên bạn xa đăng viên đăng công sản Việt Nam huy hiệu 60 năm tuổi đảng cũng tặng huân chương cảng chiến cản bồ hữu trị hồi người cao tuổi nguyên chuyên gia phiên dịch tiếng lao dương quỷ công tử văn tám thương tha cử thập mà tuệ chất trọng phù Yeah.
một cuộc đời vẫn na và cha vốn sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn xưa mãi ra kèo thế một căn nhà xin kính mời tới mẹ con các cháu chắc anh em gia tộc đồi ngoài tình nghĩa thông gia chúng ta nên làm lễ dân hương. Trong một lễ dân hương thì ban hành lễ xin kính mời tới bà con quê xóm và bạn hữu xa gần các cơ quan đoàn thể chúng ta lần lượt vào để làm lễ dân hương. Uống nước nhớ nguồn,
làm con phải hiểu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha, con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con chọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, chọn đời con không còn thấy cha. Thank you.
ngày mất cha con dại khờ giống như trẻ thơ, con dại khờ nhìn áng mây trôi, con gọi thầm chẳng thấy cha đâu. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mơ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Bỗng một ngày khăng tang sầu heo hắt, khăn tang che dấu mặt người. Cha ơi giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu, con chẳng còn những tiếng ru xưa, nay chỉ còn phanh trắng khăn tang. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Ngày xưa khi ấy tôi còn bé nhỏ, cha đã đi xa mà tôi vẫn mong cha về. Cha tôi đã khuất, nay lớn hơn tôi đã biết. Kỷ niệm ngày xưa còn mãi trong tôi. Cha tôi mất rồi nhưng bóng hình cha không phai. Nay tôi nhớ lại kỷ niệm xưa quay quắt tâm tư, những dòng báo trở lại trong hồn. Cha không còn tôi như người mất hơn, nhưng tôi biết rồi vì ngày mai tôi cũng qua rồi, nỗi âu sầu rồi sẽ tan mau. Chợt một mùa đông có tiếng cha già gọi tôi. Này hỡi người con, đông sẽ qua rồi xuân về. Cha sẽ ra đi để con bước theo cha hoài. Nay nhìn mùa xuân tiền bao những hy vọng lớn, nhìn lại người cha kèm theo lời hứa khi xưa. Xuân nay đã về, lòng tôi gọi cha mãi thôi. Nay tôi nhớ lại kỷ niệm xưa quay quắt tâm tư, những dòng báo trở lại trong hồn. Cha không còn tôi như người mất hơn, nhưng tôi biết rồi vì ngày mai tôi cũng lìa đời. Cơn dòng báo cuộc đời qua rồi, nỗi âu sầu rồi sẽ tan mau. Kỷ niệm về người cha thân yêu,
dẫn dụ những việc cha đã làm. Tất cả giờ con mới hiểu, một đời cha đã sống cho con cũng chính là những kỷ niệm một đời cha để lại cho con. Làm sao con quên được cha ơi. Kỷ niệm ngày xưa tôi vẫn nhớ về người cha. Kỷ niệm ngày xưa khi ấy tôi còn bé nhỏ. Cha đã đi xa mà tôi vẫn mong cha về. Cha tôi đã khuất, nay lớn khôn tôi đã biết. Kỷ niệm ngày xưa còn mãi trong tôi. Cha tôi mất rồi, nhưng bóng hình cha không phai. Nay tôi nhớ lại kỷ niệm xưa quay quắt tâm tư. Dòng bão trở lại trong hồn, cha không còn tôi như người mất hương. Nhưng tôi biết rồi, vì ngày mai tôi cũng lìa đời. Cơn dòng bão cuộc đời qua rồi, nỗi âu sầu rồi sẽ tan mau. Chợt một mùa đông, có tiếng cha già gọi tôi. Hỡi người con, đông sẽ qua rồi xuân về. Cha sẽ ra đi để con bước theo cha hoài. Nay nhìn mùa xuân tiền bao nhưng hy vọng lớn. Nhìn lại người cha kèm theo lời hứa khi xưa. Xuân nay đã về, lòng tôi gọi cha mãi thôi. Nay tôi nhớ lại kỷ niệm xưa quay quắt tâm tư. Như dòng bão trở lại trong hồn, cha không còn tôi như người mất hương. Nhưng tôi biết rồi, vì ngày mai tôi cũng dòng bão cuộc đời qua rồi, nỗi âu sầu rồi sẽ tan mau. Nay tôi nhớ lại kỷ niệm xưa quay quắt tâm tư. Những dòng bão trở lại trong hồn, cha không còn tôi như người mất hương. Nhưng tôi biết rồi, vì ngày mai tôi cũng thank you.
Thank you.
Phật. Xin kính lạy hương hồn của chồng, của cha, của ông, của cổ Dương Văn Tăng thường thọ 90 tuổi tại bàn thờ linh thiêng của cha. Vậy là dương gian trời đã về chiều và về tối, trước bàn thờ linh thiêng của cha giờ này đây có đầy đủ mẹ cùng các con cháu chắc anh em gia tộc đời ngoài, và thành tâm kính dâng lễ bạc lòng thành ẩm thực mâm cơm để xin làm lễ cúng cơm thường nhật của chiều hôm nay. Giờ đây trước bàn thờ linh thiêng của thân phụ của ông Dương Văn Tam, để cử thể kết hợp cùng với gia đình để tổ chức lễ cúng cơm thường nhật của chiều tối nay. Mời trưởng đan Dân Văn Sơn bước lên nửa bước. Về chiều về tối lễ cúng cơm thường nhật chiều các con đà hiến 3 tuần ẩm thực mâm cơm đã tiền đi hâm cúi đầu xuống rừng ngẩng lên lễ điểm ma trà bà Ooh.
sáng, dương xuân hùng, dương năm bảy. Hôn tự phạm thị dân tân thị binh trương thị vấn trang. Nửa thu dưỡng thị thu hiền tế từ cao thanh bình. Nội tôn đích tôn dương xuân trường chào đời dương thị ảnh Nguyệt, dương thị Thùy An, dương thị Thùy Dung, dương thị Khánh Huyền, dương Linh Chí, dương Tuấn Hưng. Ngoài tôi chào gọi cao dương hoàng Việt Nam huy hiệu 60 năm tuổi đảng, quốc tặng huân chương kháng chiến cản bộ hữu trí hồi người cao vương thường thọ cử thập và tuổi chất trực phổ quân chi Nam Khai Tông
nhớ thảm thế, gọi là lễ bạc đồng. Con kính mời cầu sanh cùng với cả thân, mong nơi chín suối cha về chứng tỏ cõi thọ. Con thưa thân nghĩ đã xa khỏi lòng ái nhật nghĩ tàn xa nông nỗi nào ngờ nên là một phút hồi thương ơi lệ cũng cơn thường giật chiều tối nay con chào chắc anh em nổi ngồi thắp nén hương siêu biển ba tuần thank you.
trang nghiêm và gia quý gia đình. Nhận được tin đột ngột, cụ do tuổi cao sức yếu bệnh chẳng, cụ đã về với thiên đường. Mặc dù đã được cháu con gia đình hết lòng chăm sóc, các thầy thuốc bệnh viện thành phố Vinh Nghệ An hết lòng cứu chữa, song cụ tuổi cao sức yếu bệnh chồng về với tiên tổ. Cụ ta là tấm gương một của người công dân yêu nước, yêu quê hương và tổ quốc. Cụ dạy dỗ cho con, cho cháu chữ tâm, chữ đức và chữ tài. Nói gương cụ, con cháu cụ đã có người trong lực lượng vũ trang, bác sĩ, doanh nhân đang công tác tại khắp miền tổ quốc, cán bộ, xã viên, thành viên hợp tác xã khai thác đá tỉnh, thành phố Tuyên Quang từ xa xôi về đây có nén hương thơm để vĩnh biệt cụ và chia buồn nỗi buồn sâu sắc đối với gia đình, gia đình hôn thác kiêu của cổ đồng chí, cho con cháu, cho dân làng, cho dòng tộc và bạn bè thân hữu. Các cháu, bản thân của anh Hùng Dương Xuân Hùng, giám đốc hợp tác xã, con em hương thơm để kính biệt cụ và chia buồn cùng sâu sắc gia đình. Để tưởng nhớ và kính biệt cụ, tôi đề nghị các vị một phút mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
hương hồn của chồng, của cha, của ông, của tổ Dương Văn Tam. Dạ thưa cha, như vậy là dương gian trời đã về trưa, thời gian là không còn nhiều, lệ truy điều, lệ tiền đưa cha về nơi an nghỉ cuối cùng đã đến. Giờ này đây trước bàn thờ linh thiêng của cha, lễ tiến điền, lễ cùng bữa cơm cuối cùng, để sắp để tiền đưa cha về nơi an nghỉ cuối cùng. Mẹ cùng các con chào chắc anh em đời ngoài, xin nhất tâm kính lễ cao trầu rượu nước, hương hoa trà quả, ẩm thực mâm ngân, để tôi kết hợp cùng với gia đình để tổ chức lễ tiến điền cho thân phụ. Và lễ tiến điền cũng bữa cơm cuối cùng cho cụ ông Dương Văn Tăng, thường thọ 90 tuổi. Xin phép được bắt đầu. Thank you.
bát cơm lê tiền niên cũng vừa cơm mà cuối cùng đến trần hợp đồng anh em chú bà.
xin kính lễ hương đắng trầu tiểu quả phẩm mâm cơm làm lễ thiện điện cũng vừa cơm cuối tuần lên hương linh cô phụ tiền bạc già đang phiến đang cộng sản Việt Nam huy hiệu 60 năm tuổi đảng quốc tặng huân chương kháng chiến cản bờ hữu chỉ hời ơi cao tuổi chuyên gia phiên dịch tiếng Lào dương quỷ công từ bắn thương mà thọ từ thập mà từ chân trung phổ quân chi chưa đáp nghĩa đến
đất anh em đồi ngoài, cha về với ông bà thiên là ơi. Giờ này về đây các con chào chặt anh em đồi ngoài đang quỳ lại dưới bàn thờ của cha, thương thương tiếc cha các con biết làm sao được mà đau khổ tâm thành lệ bạc nén hương thơm dâng lên chùa quan đài chiều chia ly giọt ba chén đầy vơi để vĩnh biệt cha về tiêu cơm trưa nay là bữa cơm cuối cùng khi cha còn trên thân thể kia. Giờ đây mẹ con chào chặt anh em nội ngoài kính mời cha dùng thưởng để cho gia đình đã sắp đến giờ cha rời ra đảo. Các con chỉ biết niệm Phật cầu các bậc và thần linh ôi phù hộ cho hương hồn cha của các con được siêu sinh tịnh độ. Cha đi rồi cha sống con thay thường mời vợ các con chào chắc xin trân trọng kính mời của gia tộc đời ngoài tình nghĩa thông gia chúng ta làm lễ gia hương.
Trong phần lễ dân hương thì các đồng lễ xin được trân trọng kính mời tới bà con khối phố và bàn hữu xa gần, các cơ quan đoàn thể chúng ta lần lượt vào. Quý Mão, toàn thể các con cháu, anh em nội ngoại, các bậc thông gia, bạn bè thân hữu gần xa, bà con lối xóm cùng toàn thể các bộ đảng viên và nhân dân khối Hà Long có mặt đông đủ để làm lễ tang cho ông Dương Văn Tam, tức đồng chí Dương Văn Tam,
đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hội viên Hội người cao tuổi Quê Hà Long, sinh năm 1934 tại xã Vân Tiên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nay là thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, thường trú tại Quê Hà Long, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù ông đã được các y bác sĩ cùng gia đình tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng do tuổi cao sức yếu, ông đã không qua khỏi và ông đã tạ thế vào hồi 16 giờ 15 phút ngày 28 tháng 1 năm 2024, tức là ngày 18 tháng 12 năm Quý Mão, hưởng thọ 90 tuổi và 64 năm tuổi đảng. Tiếp theo chương trình, xin thay mặt giới thiệu thành phần của ban tổ chức lễ tang, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Ngô Quốc Hải, văn phòng đảng ủy lên ngồi. Đồng chí Dương Văn Tam, kính thưa tăng cường, sau đây thay mặt ban tổ chức, tôi xin thông qua quyết định thành lập ban lễ tang đồng chí Dương Văn Quang, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 60 năm tuổi đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ huyện Nam Đàn, Đảng ủy thị trấn ngày 30 tháng 1 năm 2024, số 63 QĐ-TU quyết định thành lập ban lễ tang đồng chí Dương Văn Tam, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 60 năm tuổi đảng. Căn cứ quy định số 01 QĐ-TU ngày 6 tháng 8 năm 2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Nam Đàn về quy định một số chế độ đối với cán bộ đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Nam Đàn quyết định điều 1 thành lập ban lễ tang đồng chí Dương Văn Quang, tam đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 60 năm tuổi đảng, sinh hoạt tại chi bộ Hà Long, Đảng bộ thị trấn Nam Đàn gồm có các đồng chí sau đây: 1. Đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban; 2. Đồng chí Ngô Hải, văn phòng Đảng ủy làm phó ban; 3. Đồng chí Võ Viết Chanh, Bí thư chi bộ làm phó ban; 4. Đồng chí Lê Xuân Đường, Phó Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận khối làm ban viên; 5. Đồng chí Nguyễn Tiến Nghĩa, chi hội trưởng hội cựu chiến binh khối làm ban viên; 6. Đồng chí Lương Thị Thanh, chi hội trưởng hội phụ nữ khối làm ban viên; 7. Đồng chí Phan Văn Thanh, chi hội trưởng hội nông dân làm ban viên; 8. Ông Dương Văn Sơn, đại diện gia đình làm ban viên. Điều 2. Ban lễ tang chịu trách nhiệm điều hành lễ tang trang trọng chú đáo đúng quy định của cấp trên. Điều 3. Văn phòng đảng ủy và các thành viên có tên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ khi thay mặt ban thường vụ đảng ủy thị trấn đảng lý bí thư Nguyễn Anh Tuấn. Chương trình xin mời toàn thể chúng ta đứng dậy chỉnh đốn trang phục và bỏ mũ nón xuống để chúng ta làm lễ bắt điểm để tưởng nhớ linh hồn ông Dương Văn Tam. Đề nghị tăng cường một phút bắt điểm, bắt đầu ban nhạc ở ba hồi kỳ tự đấu. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Lê Trang Ương và Đặng Tử Văn. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa tang quyến cùng toàn thể anh em nội ngoài họ hàng láng giềng bạn hữu gần xa và toàn thể nhân dân đến đưa tiền đồng chí Dương Văn Tam. Đồng chí Dương Văn Tam là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Kiên, là một trong những người con ưu tú của quê hương. Do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã vĩnh biệt chúng ta vào hồi 16 giờ 15 phút ngày 28 tháng 1 năm 2024, tức là ngày 18 tháng 12 âm lịch. Đồng chí Dương Văn Tam đi xa để lại nỗi đau buồn, lòng tiếc thương vô hạn sâu sắc đối với gia quyến của đồng chí, bạn bè, bà con xóm làng. Hôm nay Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận thị trấn Nam Đàn cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, các cơ quan đoàn thể trên địa bàn thị trấn cùng toàn huyện cùng bà con trong khối và gia quyến tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu
và tiễn đưa đồng chí Dương Văn Tam về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin bày tỏ lòng thương tiếc vô hạn và chia sẻ nỗi đau buồn to lớn của lãnh đạo các cấp, của tất cả các đồng chí, bạn bè gần xa đối với gia quyến, họ tộc. Đồng chí Dương Văn Tam sinh ngày 1 tháng 5 năm 1934 tại xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nay sinh hoạt đảng tại chi bộ Hà Long, đảng bộ thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, là người con sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống cách mạng, có nề nếp gia phong, ham học hỏi, cần cù lao động, lớn lên trên vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng bằng ý chí nhiệt tình của tuổi trẻ cùng với sự tác động mạnh mẽ của phong trào cách mạng ở quê hương. Đồng chí Dương Văn Tam đã sớm giác ngộ cách mạng, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 7 tháng 11 năm 1960. Trải qua 90 năm tuổi đời, 64 năm tuổi đảng, 12 năm 1953 đến tháng 4 năm 1954 đi thanh niên xung phong, tháng 4 năm 1956 đến tháng 8 năm 1957 cán bộ thống kê của xã Vân Diên, từ tháng 9 năm 8 đến tháng 8 năm 1960 giáo viên cấp 1 xã Nam Diên, từ tháng 8 năm 60 đến tháng 8 năm 1961 giáo viên cấp 1 xã Lục Gia, huyện Con Cuông, từ tháng 8 năm 61 đến tháng 8 62 hiệu trưởng trường Lục Gia, huyện Con Cuông, từ tháng 9 năm 1962 đến tháng 8 năm 1964 làm tổ trưởng đảng lớp trường lớp 2B Tích Xá, từ tháng 9 năm 64 đến tháng 9 năm 1967 cán bộ phòng giáo dục, phó phòng giáo dục huyện Con Cuông, từ tháng 9 năm 67 đến tháng 7 năm 1972 làm chuyên gia cán bộ tổ chức miền núi Tây giáo dục, từ năm 1976 đến năm 1984 phó phòng giáo dục đào tạo huyện Con Cuông, từ năm 1985 nghỉ hưu theo chế độ, từ năm 1986 đến năm 1989 làm bí thư đảng bộ hợp tác xã Vân Diên 1, xã Vân Diên, từ năm 1996 đến năm 2012 làm trưởng ban quản lý di tích lịch sử khu lăng mộ vua Mai Đế, từ năm 2012 đến nay sinh hoạt tại chi bộ Hà Long, đảng bộ thị trấn Nam Đàn. Kính thưa toàn thể tăng trường, trong chặng đường dài hoạt động cách mạng đầy rất khổ, hy sinh, đồng chí Dương Văn Tam luôn tỏ rõ phẩm chất của người cán bộ cách mạng trung kiên, một cán bộ tận tụy, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của đảng, của nhân dân. Đồng chí có lối sống khiêm tốn, giản dị, liêm khiết, gần gũi, được đảng tin tưởng, nhân dân quý mến, được giao phó nhiều cương vị công tác khác nhau, nhưng đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Thường được đảng, nhà nước tặng thưởng huy hiệu 30, 40, 45 năm, 50, 55 năm và 60 năm tuổi đảng. Huân chương kháng chiến hạng nhất, huân chương vì sự nghiệp giáo dục nước bạn Lào. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Dương Văn Tam thực sự xứng đáng là một tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân noi theo. Trong cuộc sống gia đình, đồng chí kết duyên với bà Phan Thị Nuôi, bà Trần Thị Minh Châu, bà Nguyễn Thị Huê, sinh hạ 7 người con, 5 trai, 2 gái, có 9 cháu, 6 chắc nội, ngoài. Đồng chí là người con rất mực hiếu thảo với cha mẹ, là người chồng thủy chung, là người cha, người ông, người cố đáng kính của con, cháu chắc. Trong quan hệ với làng xóm, họ hàng thân tộc, với các đồng chí đồng nghiệp, với bạn bè, đồng chí luôn gần gũi, chân thành, nghĩa tình, thủy chung, biết chia sẻ, hướng dẫn và gương mẫu thực hiện việc làm tốt đẹp, góp phần xây dựng xóm làng, quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Kính thưa anh linh đồng chí Dương Văn Tam, đồng chí ra đi, con cháu chắc mất đi người cha mẫu mực, một người ông người cố kính mến, anh em họ tộc mất đi một thành viên quý mến và mẫu mực. Đảng bộ và nhân dân thị trấn Nam Đàn mất đi một cán bộ cách mạng, một đảng viên cộng sản đầy nhiệt huyết kiên cường, suốt cả đời cống hiến vì đảng vì dân. Những tưởng đồng chí còn ở lại để hưởng cuộc sống hạnh phúc khi tuổi đã về già và thêm vài năm nữa, nhưng tha lôi mệnh trời ai mà hướng được, sinh hoạt từ khôn lường ông là
lẽ thường tình theo quy luật, nghĩa là tình chân nói trao cho hết, sao chuyến bàng hoàng rất phụ chia ly. Xin đồng chí nhận với chúng tôi những người đồng chí kính cần nghiêng mình nói lời chào vĩnh biệt, chia sẻ cơn buồn cùng gia quyến bậc đau thương. Chúng tôi những người ở lại nguyện đoàn kết chung lòng chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh, để xứng đáng với đồng chí những đảng viên người đi trước, thế hệ con em đang nối tiếp vững vàng xây dựng quê hương xóm làng ngày càng giàu đẹp. Mục tiêu ấy nhất định là đạt được. Lời văn điệu động lòng tha thiết, đất tổ quê cha ôi vĩnh biệt, tình đồng chí tình quê hương làng xóm để thương tâm, về suối vàng ăn chắc ngàn thu vẫn gương sáng để soi chung cho hậu thế. Thương ơi hồn thiên chứng giám, xin chia sẻ với gia đình và gia tộc đồng chí những chia buồn sâu sắc, mong gia quyến của đồng chí cố gắng vơi đi nỗi đau thương mất mát để ổn định cuộc sống, góp phần vào sự nghiệp chung của đất nước, của quê hương như lúc sinh thời đồng chí đã cống hiến và mong muốn. Xin vĩnh biệt đồng chí Dương Văn Tam, người đảng viên cộng sản gương mẫu, người con yêu quý của dòng họ, của gia đình và quê hương chúng ta. Đề nghị toàn thể tăng trưởng chúng ta một phút một niệm. Và gia đình tận tình cứu chữa nhưng đã qua đời vào lúc 16:15 ngày 24/12/2024, hưởng thọ 90 tuổi. Trong những ngày này, mặc dù cuối năm bận nhiều công việc đường xã xa xôi, nhưng quý vị đã bỏ bớt thời gian quý báu của mình đến chia buồn cùng viếng hương linh ông. Đó là sự động viên khích lệ để gia đình chúng tôi vươn vơi đi nỗi buồn đau mất mát vô cùng lớn lao này. Thay mặt cho gia đình, tôi xin gửi lời cảm ơn và kính chúc các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể, cơ quan chính quyền, doanh nghiệp,
các ông bà, chú bác, bạn bè, hàng xóm, bà con, lối xóm, bạn bè, thân hữu, gần xa. Trong lúc tăng gia bối rối, gia đình chúng tôi không tránh khỏi những sơ xuất, mong mọi người lượng thứ. Xin quý vị cho tôi lại một lại. Sau khi hạ viện, kính mời quý vị ghé lại gia đình chúng tôi uống đi tiểu nhạt. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you.
dưới biển xin mời về nhập cổ. Chuồng thọ 90 tuổi ở Đông Tây Nam Bắc bên rừng dưới biển xin mời về. Chùa Mạch tại bản xứ Nhiệt Tăng đã bày dành dành thị trấn Nam Đàn, bản địa chứ xứ Chư Nguyên. Các con xin được cần cáo tại phần lăng mộ của ông bà tổ tiên tức họ Dương. Dạ như vậy là chiều hôm nay tức là ngày 20 tháng 12 năm Quý Mão, tăng chủ con chủ lễ là Dương Văn Sơn, hợp đồng của trai dâu gái rể cùng các cháu chắt anh em chủ bác cô dì đòi gọi tiến đưa người chồng, người cha, người ông, người cố của gia đình chúng con là của ông Dương Văn Tam thọ trúc vào ngày 18 tháng 12 ở khu đất này. Bây giờ đây tại phần mộ cha con thì đã cơ bản hoàn thành và cho phép chúng con đang nhất tâm kính lễ cau trầu rượu nước hương hoa trà quả lễ mặc lòng thành tại bàn am phần lăng mộ của ông bà tổ tiên tức là họ Dương để kính thắp một tuần hương tại phần mộ cha con để xin được làm lễ bái hương cuối phần mộ của cha mẹ con cháu chắc anh em nội ngoài thương cha khóc mà than chứ vô thương ngao ngán nhẹ cuộc phù sinh cơn bề dấu thay đổi đổi thay khờ huyền diệu ghê thay vòng tàu hoa thoát là nắm đất vun vui đường từ hiểu trăm năm con cháu chắc không bao giờ gặp mà gờ. Ôi thương ơi cha Tam ơi mắt chúng con trông thấy đau sâu lấp kín tôi nổi lòng chính khúc ruột ngổn ngang tai vẳng nghe trống rụng đầy nước mắt hai hàng rơi là cha. Cha ơi nay đã phấn kim lập mà hưởng câu được thỏa yên gọi rằng bát nước nén hương kính trần các con xin bái tạ lễ thành phần mẹ con bà cháu chắc anh em nội ngoài kính thắp cho cha một tuần hương rước hương linh về nhà yên vì hai tay xin hương.